Hello, xin chào tất cả bạn mà quay trở lại clip mình mà chúc bạn ngày mới lành nha, cho tôi hạnh phúc các bạn. Ở bữa nay đầu bếp nó qua bất ngờ bạn ơi, đầu bếp với thằng bạn nó qua bất ngờ làm mồi nãy giờ các bạn. Ê đầu bếp. Ôi, chào. Qua wow. Nói cái này ông yếu lắm cái gì á, bây giờ mua bò nè. Ông bổ cho ông nè. Không mua bò nó làm sẵn mình mới đi vườn vô bạn ơi. Kèo nó cho nhiều kèo một chút. Ừ. Nó làm sẵn luôn rồi, nó nướng nó ở đây luôn rồi luôn, tôm nữa nè các bạn. Tôm bạn. Ê bạn. Tôm bún cho nó mạnh nha. Đã nướng sẵn rồi mình mới đi ruộng vô bạn ơi. Đầu cổ còn ướt lem nhem xà nhèm luôn. Đó. Cái này ướp sẵn rồi hả đầu bếp? Sẵn hết trơn. Trời ơi, ướp gì vậy vậy? Tương, tỏi. Tương tỏi bột ngọt hả? Ừ, không nhiều rồi đầu bếp này hồi đó giờ. Đó đầu bếp đó. Đường tỏi bột ngọt. Qua làm sẵn hết rồi bạn ơi, mới đi ruộng vô bạn ơi. Đó. Đường nhiều hết trơn nghe, ít đường không đường nhiều. Không đường nhiều mà. Ăn nướng lên nè. Đường nhiều nướng khét à. Tôm, cà. Đậu bắp. Cái này chỉ cà mà cà cái này rồi mới giờ nó vậy không? Cà gì? Cà cà phổi mình mà sao mà nó trái giờ nó dài thòn lắm nhôm vậy đó. Phổi cà tím. Cà gì? Cà tím. Ừ. Cà phổi mà tím. Bởi vì nướng gì mình không có biết. Nướng mắt rồi. Mắt màu mình không biết mà ơi. Đó. Bỏ đầu nó lấy ra nó ốp ra rồi nó nướng mà. Mình đi ruộng mới về không có biết gì về thấy nó một mâm đây ngoài làm cho ngơ thiệt chứ không trốn rồi ruộng luôn rồi sao để cho nó chém nó dầu vô để nó cố chưa dầu hả chế dầu hả lấy dầu ăn hả vậy chưa ăn nghĩ lấy giùm cha chai dầu ăn vậy ừ đập cái gì chớ món rồi đập vậy ai biết rồi ốp thì có đập gì chưa đập không đập luôn hả dặn dặn như thịt tế vậy đó nhìn thấy hấp dẫn quá bạn ơi đi ruộng mà về đó đó bụng mày gặp cái này thì thứ gì chưa nổi hả đúng rồi thứ gì chưa nổi nữa dầu ăn chế vô hả chế miếng dầu ăn vô bạn ơi dầu ăn vô cho nó mềm cái thịt chứ gì rồi nó làm cái hộp cho bự tính đâu bánh bự luôn cái này là phải lai gai mới được rồi thôi uống ít thôi bữa nay về còn đi công chuyện đúng không chuyện nữa hả ừ này công chuyện hơi nhiều rồi tại qua thăm ông vậy đó hả lâu quá không có qua hả bất ngờ vui vui không vui về bất ngờ đó nó giật mình nó chứ vui gì điện trước ông á ở nhà ông rủa găng mày găng rồi sao tôm nó nướng nó để nữa nè bạn đó bạn nó nướng nãy giờ nó bỏ nữa bỏ lại vô nhiều đi rồi nó lăn nó chở ủa cá kèo nướng tươi luôn hả ừ. Nướng luôn có kho mới chuẩn có kho hả kho kho bên kho chưa tắm gọi luôn rồi hả ừ. Trời qua lâu lắm hả gì rồi qua rồi chốt bây giờ mấy giờ 2 tiếng hộ gì 8 giờ thôi đi nghe mai mốt cái gì điện trước nha điện cho làm em tranh thủ hết trơn quá bất ngờ thiệt chưa sao qua wow, hấp dẫn thơm nước mũi rồi đó thứ gì chưa nổi nữa hả qua wow, bạn ơi hết sức trận này nữa rồi sao cái gì là gì là nhắm khỏe chưa 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 ăn lấy gì khỏe quốc vô ăn rồi mới khỏe chứ nhìn thấy là sưng lại liền à ừ chưa ăn mà hỏi khỏe không
chính ghẹn đó, bỏ xích ra ngoài này cho thấy coi, giấu tuốt trong cái bỏ này nè. Ồ, với tôm nướng rồi xong rồi bạn, nãy giờ biết lâu luôn à. Thằng đó nó qua đầu 8 giờ rồi nè, 10 giờ mấy rồi, 11 giờ rồi. Ruộng mới vô quyết trời chăng giáp vậy. Dọn chén đũa được rồi. Đây lọc cà nè bạn ơi. À, bà xã anh đang lọc cà. Vô về nhà thấy như giật mình luôn à. Ủa sao không gì đâu mà. À, cây thang nè. Đầu cạo thang. Nó né cái quạt các bạn. Các bạn ngồi bít cái quạt rồi. Đâu bít. Bò mà lửa than quá nó khô cũng gọi lắm. Được rồi. Quá hấp dẫn bạn ơi. Quá hấp dẫn rồi. Chưa? Quá hấp dẫn. Cái này thì đưa vô một cái thôi thôi. Tám rồi. Kỳ quá. Quá hấp dẫn. Cơm bát ngát luôn hả? Cơm bát ngát luôn. Vừa thôi nghe, đừng có khô quá nghe. Cho mấy đứa nhỏ là khô mà mình thì vừa héo héo chơi được rồi. Thì mình giờ ăn phải bổ mới được. Cho mấy bé ăn trước các bạn ơi. Hả? Mấy đứa con là sống cho nó ăn đi, với dĩa tôm nãy cho nó ăn đi, còn mình nhiêu đây nữa bạn ơi. Rồi, cá kèo mình nướng tươi luôn nha các bạn. Chế miếng dầu ăn vô các bạn ơi. Chế miếng dầu ăn vô cho nó đừng dính dĩ nha các bạn. Để dĩ rồi để vô cái là dính luôn á. Cá nướng tươi luôn à. Nướng tươi mới ngon, nướng ớt mới ngon. Chấm mà chấm ngon mà ngon. Nãy giờ mình nướng cho mấy nhỏ ăn bớt mớ rồi các bạn. Thôi cho nó ăn trước rồi các bạn ơi. Mình nướng mình làm sao? Để xuống dùm nước thôi. Đẻ đuôi dùm. Đẻ đuôi ơi. Cái cá mà cũng chưa tôi đè nữa. Chưa đè tết nữa hả? Để có cái xiên cả. Lấy không? Cái xiên mình dễ chở. Đó tới cá kèo bạn ơi. Xì khói rồi đó. Nè nè các bạn, thằng bếp nè, đàn trai mà. Đứng cơ nhìn nó đó, đó như chú hề nào nó. Wow. Nướng hồi cái gì đâu mà quẹt cái mỏ rồi kìa. Để bốc than kìa. Quá cháy rồi. Nhà cái gì cũng có hết trơn á.
mà không có đồ gấp than. Cái đồ gấp than lấy gấp cá đó. Cái đồ gấp cá là gấp cá, đồ gấp than là gấp than, cái gì gấp than gấp cá. Vậy là thiếu đồ thật gấp than phải không? Quá trời vô tôm, đồ quá trời mà không nước nè. Rồi dọn lên nè bạn ơi. Này có cá kèo khô rau găm các bạn. Nãy làm ở dưới rồi mình không có quay. Đó cá kèo nướng bò tôm chấm muối ớt nè bạn. Cà này là bù tạt. Đó wasabi nè. Rồi mời bạn ăn bạn ơi. Thịt bò đó bạn ơi. Đầu bếp đó làm ấy, chấm bù tạt. Chấm gì nên ăn cái cho nó sướng nè. Thằng làng trời xanh giờ nên ăn chắc đã quá. Mời bạn nha. Giữ rồi đầu bếp ơi. Giữ không? Lăn lăn vô ơi. Ăn gạo không? Bạn nó mắc cỡ. Ăn dữ lắm hả? Lạ. Ăn dữ lắm hả? Lạ. Bạn mắc cỡ rồi, nó không lên hình bạn ơi. Để lần lần đã rồi. Nãy chưa đã không? Đã tới ấp con luôn. Rồi chưa? Quá. Này thì chấm nó nhiều. Nó vừa đậm mà vừa cay ha. Đậm nó ngon luôn. Tết rồi. Này chấm nó nhiều. Ngưng quá dữ quá dữ quá dữ. Nó thanh giòn ở dưới không ơi. Nó thanh giòn ở dưới nè. Ngạo một cái. Rồi đã. Ôi ôi đã. Tới ốc luôn à. Ăn hết rồi. Rồi đã. Tại đấy. Con bò nữa bạn ơi. Này chấm mít rồi bạn ơi. Quá dữ à. Tôm kìa. Tôm á. Tôm à, ăn đi. Làm chai đi cho nó ấy thôi. Cho thuốc à. Được chưa ha. Nó ngại mới quay rồi kệ. Nó còn nướng mồi. Mời bạn mai làm lại miếng bia bạn ơi, làm miếng bia vô cho nó đỡ kìa. Trời ơi, nồng cũng nồng tới ốc luôn đã. Vô chút mồ hôi rắn luôn à. Tóc mồ hôi luôn. Có gì cũng có gì. Mời bạn ơi. Đã. Cơm đi. Cơm mà. Mời bạn ăn cơm bạn ơi. Tôm chấm bù tạt mấy bạn ơi. Ăn cho ga nước mắt. Người ta thường thường ăn nhất nhất này. Ăn cho ga nước mắt nè. Ăn con tôm cho ga nước mắt này. Tôm này ngon nhất nè. Nó nằm trên đậu hả? Thôi ăn đi. Nó có mỏ nhọn nè. Mỏ nhọn khô cũng ngu vậy. Mà tại nó để cục này trên đầu nè. Tôi mới gọi là ngu. Tao nè 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 nè. Ừ. Đang cho nhức nát nè, ăn cho da nước mắt nè. Ừ.
nữa đâu. Ra ăn mắt nghiến mắt nè. Lên đây Quy. Cứt mùi hôi luôn. Mùi hôi cổ thôi kìa. Cứt mùi hôi luôn. Cái nãy là dữ, cái đầu nó ít nồng. Ăn này chị cảm ha. Cảm. Hả? Không. Trời ơi, chả nằm trong giàn ở dưới nhúng lăn á. Thử người nó kèo ơi, mở lại nha. Kèo chấm mưa ớt bạn ơi. Mời bạn bà. Ăn cần tôm cho tức ăn xì. Ăn đây bếp. Bóc rồi. Bóc ngon hơn. Đã hả? Ừ, nó đã dữ hơn cái kia nữa. Chấm thâu thâu luôn đó. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây tại đây bạn ơi, cho thằng bạn nó lên đó nó ngại mới quay bạn. Nãy quay vậy đó mà giờ lên ăn nó ngại, nó cỡ nó ăn gái thằng bà vậy, nó ăn khép nép lắm. Đây nó mắc cỡ. Thôi mình bye bye các bạn nha, hẹn lần sau bạn ơi. Bye.